mọi người, lại là mình đây. Là lúc đây thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mini War. Ok thì ngày mai chúng ta lại tiếp tục đến với cái tập thứ hai ở trong cái series đó là thử thách sở hữu những cái thanh kiếm VIP nhất của mình các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái cuộc hành trình đi chặt gỗ rồi, cầm kiếm chặt gỗ đấy, cũng như là đi nâng cấp kiếm các bạn nha. Đấy thì thôi, để bắt đầu luôn bạn ơi. Đây hiện tại là mình đang có gọi là 32.000 rồi, chắc là mình nâng cấp ba lô đi. Ba lô cho nó gọi là úi giời, cho nó đầy ba lô để bán được nhiều tiền. Đấy, ok bạn ơi, đấy úi giời. Hiện tại là lần trước là mình đang có mặt ở cái khu vực gọi là rừng này rồi bạn ơi. Đấy còn một cái rừng nữa thôi, 600.000 lận các bạn. 600.000 lận đấy. Ủa đấy các bạn thấy không? Tầm này kiếm mình mạnh lắm. Đánh mấy cái này là one hit luôn. Úi giời, bạn thấy không? Đánh ba đánh rồi nó đi luôn rồi. Mình đánh mấy cái cây vàng đi. Đánh mấy cây vàng cho mình mấy cái hiệu ứng có lợi các bạn ơi. À, đấy, ủa đấy, trời quá đỉnh các bạn ơi. Ôi trời phun luôn rồi thôi, đi nhanh thế nhỉ. Ok đấy, ủa bán bây giờ cứ 10.000 11.000 một lần. Đấy, à đâu quên mất, đây nhận thưởng đi. À, nhận thưởng được hình như 5.000 phải không? 5.000 phải không các bạn? Hay nhận thưởng ngẫu nhiên nhà mình còn chưa định hình được cái việc đó là cái thưởng gọi là online này nó như thế nào các bạn ơi. Nhưng mà thôi cái đây. Đấy. Ui. Rồi, ủa đây rồi. Ui đây rồi. Đây nhanh các bạn ơi, nhanh các bạn ơi. Tôi phải ra đây tẩn cái con này. Ủa. Chậm luôn này ạ. À. Ok, cây này cây 4 sao à? Ok, cây 4 sao đúng không? 4 sao mình sợ à? Ok, bạn ơi, tận con này đấy là đơn giản. Lúc trước con này thu hoạch gỗ nhanh thật các bạn ơi, đánh một tí thôi. Ai, tự nhà bây giờ mình 30.000 rồi bạn ơi, 30.000 tôi nâng cấp lên vũ khí đi. Trang bị lên vũ khí các bạn này. Đấy, lên vũ khí là chúng ta có gọi là mạnh khỏe hơn, khỏe mạnh hơn, đánh nhanh hơn. Đấy. Cây 4 sao lần này không biết được bao nhiêu, lần trước mình nhớ rằng là bao nhiêu ta? Ủa. Đánh phát chết luôn. Lag à? Ui giỏi, lên được 10.000. Được 10.000 thế tính ra là như nó lag sao bạn ơi. Hay là kiếm mình mạnh nhỉ. 35.000 lên được bao nhiêu? 45.000. Cũng 10.000. Hay là vừa lên lần trước lag hay như nào này. Chứ tôi thấy là tôi được nhiều lắm mà nhỉ. Ok thôi kệ đây, quan tâm lắm bạn này. Đại khái là có tiền là được rồi. Có tiền là được bạn này. Đấy. Ok giờ chúng ta về chúng ta bán. Mình sẽ nâng cấp bạn ơi, 600.000 để nâng cấp qua bên kia à. Ui càng thế nhỉ. Đây, ok, hiện tại kiếm đây. Đấy, kiếm đây, rồi, xem nào, ba lô thì cần 15.000 đồng. Đắt thế, càng ngày càng đắt rồi các bạn ơi. Càng ngày chúng ta gọi là càng nâng cấp khó khăn rồi đấy. Không phải dễ dàng như hồi đầu đâu. Đấy, ok, cái này cho gì đây, tăng thêm gọi là thu hoạch cả. À đâu, cái này bán. Ồ, đây rồi, thu hoạch, đây rồi. Thu hoạch gọi là nhiều hơn rồi đấy, bạn thấy không? Mỗi lần thu hoạch của mình bây giờ được 200 gọi là 33 gỗ. Ui quá nhiều bạn ơi. Đâu có mấy con này. Ok. Rồi nhận thưởng. Đấy bạn thấy không? Cứ phải đánh mấy cái cây vàng là chúng ta mới được nhiều tiền. Rồi ok, giờ mình bán là mình mình nâng cấp ba lô. Đấy, nâng cấp lên ngay các bạn, ba lô nó sẽ gọi là đỡ mất công chạy đi chạy lại. Okay. Chậm thế. Ui, những con rùa vậy. Ra đây tận cái cây vàng này đi. Cây vàng này cho chúng ta. Đấy rồi. Thu hoạch nhanh hơn đúng không? Hình như là cứ mỗi lần ấy mà nó spawn ra ấy là mình gọi là di chuyển về không là quay lại ấy, là máu nó sẽ yếu hơn các bạn ạ. Đúng thế không? Mình cảm thấy là nó thế đấy các bạn ạ. Rồi, ok, được 57.000 luôn. Mình cảm thấy nó là như thế luôn mà nó đúng là như thế luôn đấy chứ. Cảm cái gì nó đúng không? Nó ảo thật đấy. Rồi, ok, chúng ta đang có chạy nhanh thì chúng ta ui, nhặt vàng đi. Mà thực ra nhặt cũng có được cái gì đâu bạn ơi. Nhặt có được tiền đâu. Ui, ngon ngay bạn. Ta sẽ gọi là tận cái con này, kiếm đến 600.000. Ui, 600.000 qua được bên kia, càng đi. Tính ra kiếm được con quái vật nó xuất hiện cũng khoai phết đấy chứ, đừng có đùa. Đây, bây giờ mỗi lần bán được 11.000. Mỗi lần bán được 11.000 các bạn ạ. Đấy, nâng cấp, ui, 30.000 để nâng cấp ba lô à. 30.000 đấy các bạn ơi. Ui, di chuyển qua cái rừng đột biến là cần đến hẳn 5.000 hả? Tiền đâu ra mà em bán một lần mới được. Bán một lần mới được có được có 11.000 mà di chuyển một lần mất cái kia rồi. Ủa thế thả thế tôi gọi là tốn ít thời gian đấy, thay vì việc đó là chạy từ kia qua đây được giảm gọi là 4.500. Tội gì nhỉ. Quá lời chứ. Rồi mình sẽ về bạn này, tính ra nãy giờ mình chưa dùng kỹ năng luôn đấy. Rồi 47, ui được 14.000 đấy chứ, ít ỏi gì đâu. Ok rồi, ui nãy giờ mình toàn lưng ba lô luôn bạn ơi, toàn lưng ba lô luôn. Đấy, kỹ năng này cho kỹ năng gọi là vạn kiếm quyết đây. Vạn kiếm quyết đây. Chả trúng cái thấy chả trúng cái cây nào nhỉ? Toàn thấy trúng cái gì không à? Đây rồi. Cho chạy nhanh rồi. Đây mình đang có chạy nhanh cái đâm ra mình phải gọi là tận dụng qua này. Nhận quà đó, nhận quà được cũng gọi là mấy nghìn rồi bạn này. Đi đòi. À đây rồi, còn mấy con này. Đấy, các bạn thấy nha, bây giờ mình dịch chuyển về nha, mình quay lại nha là auto nó sẽ gọi là yếu hơn so với bình thường. Các bạn luôn là auto yếu hơn so với bình thường luôn như này.
Đấy các bạn thấy không, đánh mấy cái nó sắp ngỏm luôn này. À, nó yếu hơn mà. Ủa, ơi không, 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 con này vẫn trâu nha. Con này vẫn trâu nha. Nhưng mà con này mình bây giờ mình sắp phun dương rồi. Đấy, mình đánh xong là mình đấy, mình về nhá, mình về mình quay lại đảm bảo nó chỉ đánh tầm 3 đánh là nó đi ngủ luôn. À, nó chứ này chắc nó bị lag hay bị lỗi cái gì các bạn ơi. Đấy, bây giờ nha, kề 4 sao đúng không? Này nhìn này. Đấy các bạn thấy không? À, không, thực ra là nó vẫn trâu bò thế đấy các bạn ạ. Ờ, à, thực ra nó vẫn trâu bò thế đấy. Ờ, hình như lần này nó không lag nữa rồi. Nha, đấy. Uầy, càng tốt các bạn ạ. À, bớ được quả gọi là trâu bò đấy, cũng khoái các bạn ơi, đỡ mất công. Rồi, bạn kiếm gọi là bạn kiếm quyết đây. Úi giời ơi, kỹ năng luôn bạn. Uầy, thế thì con này chắc phải nhiều tiền lắm các bạn ạ. À. Ui trời ơi. Cứ gọi là mỗi một con bốt đấy là mình cứ đánh nó gọi là mang được mấy ba lô vậy là hợp lý rồi. Đấy, bây giờ chỉ cần đấy thôi. Ăn mấy cái ấy thôi. Ăn chắc là mình sẽ để tiền nâng cấp qua cánh cửa bên kia bạn ơi. Ui phun dương tiếp này. Rồi, phun hoài luôn. Xem thử con này lần này các bạn đoán được xem được bao nhiêu tiền. Mình đoán ít cũng phải được tầm gọi là 89.000 đúng không? 89.000 đúng không? Ok, xem là 89 lên được bao nhiêu đây? Lên được bao nhiêu? Ồ, lên được đấy. Lên được hẳn là gọi là 109 là được 20.000 lận này. Đó, nó khác biệt mà. Ôi, mấy con yếu yếu kia là nó chỉ được ấy thôi. Ui giời. Nó chỉ được có gọi là 10.000 thôi, con này được hẳn 20.000 lận. Khác biệt ngay các bạn, mà còn đỡ mất công các bạn. Nhanh được, chạy nhanh được. Đấy, rồi, ok. Để mình gọi là kiếm lấy 600.000 đúng không? Đơn giản, 600.000 nhanh không ấy mà. Đây, đủ 600 rồi bạn ơi. Đủ 600.000 rồi. Ui, để mình qua bên kia bạn ơi. Tính ra là cũng nhanh phết đấy chứ đừng có đùa. Nó hơi bị nhanh đấy. Ok, đây. Qua bên này bạn ơi. Ui, rừng đột biến à. Đâu sao nào. Ui, quá đấy. Chuyến đấy nhở, đây là cánh cửa cuối cùng các bạn nha. Đấy, không còn cánh cửa nào nữa rồi. À, chúng ta sẽ ui, bên này nó vẫn là mấy cái cây này bạn ơi. Thực ra thì bên này nó cũng không có điều gì khác biệt lắm đâu. Nó thấy vẫn thế bạn ạ. Ui ôi, không biết là bán được nhiều tiền hay không thôi. Và kỹ năng nó sẽ gọi là đây, kỹ năng sấm sét à. Ui. Ui giời ơi, thế thôi hả? Kỹ năng sấm sét nó chỉ thế thôi hả? Ui giời. Thấy chả có điều gì khác biệt bạn ơi. Ui, bán cũng được 17.000. Ừ, hay quá này. Chả có điều gì khác biệt luôn. Mà dịch chuyển có 5.000 các bạn ơi. Đắt lè lưỡi thế này. Đồng. Bán được 17.000 mà mỗi lần dịch chuyển như thế này là lỗ bạn ạ. Là lỗ rồi. Nhưng không được, không được. Này là mình sẽ phải gọi là kiếm bài toán khác. Bài toán này là không có ổn lắm. Nhận thử này. Nhận thử này. Đấy, hiện tại là mình đâu xem nào. Cái này là đang kiếm level bao nhiêu. Nó còn chả ghi các bạn ơi. Cái này. Đấy, mình sẽ đánh mấy cái cây vàng vàng để lấy mấy cái hiệu ứng có lợi đã. Chạy nhanh như các thứ để giúp mình gọi là di chuyển nhanh. Thay vì việc đó là chúng ta gọi là mất tiền. Ủa, chúng ta mất tiền chúng ta qua bên kia thì chúng ta gọi là ở đây có 500 thôi bạn. Di chuyển có 500 thôi, tội gì đúng không? Cái ngon bổ rẻ này không ở đây thì ở đâu? Ok, đấy. 48.000 ngay bạn, 48.000 ngay. Rồi, bây giờ là mình sẽ nâng cấp lên. Rồi, ok. Ủa, 38.000 chúng ta nâng cấp bên kia à? Thôi được rồi, thôi chắc là gọi là qua bên rừng đột biến rồi bạn ơi. 5.000 mỗi lần đấy. Đắt thế nhở? Ok. Đại khái là kỹ năng nó lại là đơn giản luôn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ gọi là đánh siêu nhanh luôn bạn ơi. Đánh siêu nhanh luôn. Đấy. Rồi. Bao nhiêu rồi? Tính ra là cây nó chả khác biệt gì luôn. Đáng nhẽ phải cây phải cho thăng tiền thì người ta gọi là mới xứng đáng được qua đây đúng không các bạn? Đấy. Tôi thấy là chắc là phải chờ mấy con ấy rồi. Mấy con quái rồi bạn ơi. Đấy, bây giờ mỗi lần di chuyển bán thì được 17.000, 17.000, 11.000 giờ à, lỗ luôn ạ. À. 5.000 di chuyển qua đây có xứng đáng không bạn này? Có xứng đáng không? Bạn thấy có xứng đáng không? Đây, đây. Chạy vụ biến mất rồi. Ok, đánh con này đi. Rồi, lại được chạy nhanh rồi. Ok. Cái mình cần thực ra là cái chạy nhanh thôi, chứ còn mấy cái kia thì không quan trọng lắm. Thì đấy, mình đang có chạy nhanh thì mình gọi là bớ ngay ở cánh cửa dưới mình chạy lên cũng được các bạn. Mất cái gì đâu đúng không? À, mất cái gì đâu. Ta có mất cái gì đâu. Mình đang chờ gọi là có cái con bốt ở đây nó spawn ra để mình xem là nó vip như thế nào bạn ạ. Nhưng mà nãy giờ là chưa thấy spawn ra con nào luôn. À, có vẻ tỷ lệ nó khá là hiếm. Ồ, chưa thấy có luôn. Chưa thấy có luôn. Hoài thế nhở. Ui không thấy có luôn ạ. Ui phun dương đồ luôn này. Ok đấy các bạn thấy không, bán mắc kịch khung, nó chỉ có được có 17.000 thôi. Úi chết giỡn rồi, ấn nhầm dịch chuyển thôi. Qua ở đây là tốn 5.000 rồi ạ. Ok nhận thưởng nè, nhận thưởng nè. Tôi chờ ấy thôi. Lần này tôi chỉ chờ con bốt để xuất hiện để xem là nó như thế nào đó bạn ạ. Nó xem nó như thế nào chứ còn tầm này thì ui ôi, cây này cứng thế. Ok. Để mình nâng cấp kiếm tiếp.
nhờ với chúng tôi. Ủa chưa à? Ai, hiện tại là ấy rồi, 24 rồi. Lên gọi là uầy, tính ra vẫn còn nhiều lắm bạn ơi, 60 mấy level cơ mà. Cái này 60 level mới là max. Uầy, uầy, phết đấy chứ, đừng có đùa nha. Rồi chúng ta sẽ chạy nhanh tiếp này. Đấy, cứ có chạy nhanh là mình vui rồi. Kỹ năng này, sấm sét đây, siêu nhân sấm sét đây. Tập này phải cho sấm sét tùm lum luôn đấy chứ, sợ cái gì đâu. Sợ cái gì mà không sấm sét các bạn. Sao không thấy quái vật nào xuất hiện nhỉ? Hay là ở cánh cửa này nó không có quái vật cây ta? Nó không có con bốt ta? À, mình nghi nghi các bạn đây. Okay, mình chạy đây, chạy đây. Ui, ở đây nhiều cây vàng. Và chúng ta có thể lấy được những cái hiệu ứng gọi là có lợi ở đây các bạn đây. Đó, xong rồi chúng ta chạy qua bên này. Ấy, hợp lý luôn nha bạn. Bài toán mà, bài toán kinh tế mà. Nó lại chuẩn bài luôn bạn. Không mất tiền. Tiền đấy là mình để gọi là nâng cấp còn hơn. Ui, ăn thua rồi. Tôi thấy là nó không ăn thua rồi bạn này. 17.000 rồi, ok. Đây, chúng ta nâng cấp lên. Màu đỏ luôn rồi. Kiếm màu đỏ luôn các bạn này. Ôi giời ơi, thôi dịch chuyển đi. 5.000 đấy. Dịch chuyển đi mất 5.000 đấy. Okay, hay là phải nâng cấp thanh kiếm lên thì nó mới gọi là, nó mới chém gỗ này, nó mới rơi ra được những cái gọi là ấy nhở, con bốt nhở. Đấy, mình cũng chưa hình dung lắm. Phải chờ bạn này, chắc chắn là mình phải chiến đấu được. Có vẻ như là hình như là đấy không có xuất hiện quái vật nữa các bạn ơi. Thế nên đâm ra thôi, chắc là mình sẽ nâng cấp ra. Đây đang có 160.000 này, nhận thêm đi. Đây 176.000 này, nâng cấp đây. Lên được cái gì lên các bạn ơi. Rồi ôi ok. Ui, vẫn là cái này các bạn ơi. Hiện tại là 300 gọi là 56 đam. Ui. Đấy, mình cũng nâng cấp tính ra cũng được cái thanh kiếm này. Đây thanh kiếm này, đây. Thanh kiếm máu à, ủa level gọi là 25 đến 27. Ủa lên gọi là 27, 28 ở đâu nhỉ? Đại khái là đây, 28 lên được thanh kiếm băng các bạn ạ. Nói chung là cũng bình thường các bạn ơi. Nói chung là chúng ta còn rất là nhiều thanh kiếm khác nữa mà mình nghĩ rằng là nếu mà thế chỉ mất thời gian thôi. Chúng ta chắc là chỉ mất thời gian các bạn, còn lại cánh cửa không còn cái gì để mở nữa rồi. Đấy, chỉ mất thời gian các bạn nha. Mỗi tội đâu sửa xem quả chả có gì để mua các bạn ơi. Nếu có gì để mua là tôi mua sạch cái kiếm để cho bạn xem được sự lợi hại rồi. Ok thì có lẽ rằng clip ngày mai đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là comment cái bên phía dưới. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.